À, một phật tử nữa hỏi gia đình con có làm trại chăn nuôi gà công nghiệp chăn thuê cho công ty bạch thầy tại cổng trang trại nhà con có hai cây xả cửa to cạnh đường là chỗ nghỉ của những gia đình có người mất đi qua con tụng kinh địa tạng thì có người bảo tụng kinh địa tạng thì vong thì nhiều vong sẽ về tụ tập không tốt mong thầy giải đáp cho con cái này thì ở tại cái trang trại nhà vị đó đã có rất nhiều vong rồi là vong đó toàn là vong gì vong oan gia cháy chủ đấy vị biết vong đó là vong gì không nuôi gà công nghiệp mà mỗi một con gà công nghiệp khi vị ấy mang về ấp trứng nuôi nở nó ra thì những con gà đấy nó cảm ơn vị vô cùng nó coi vị như là vị ân nhân của nó ấp trứng cho nó nở ra để chăm sóc nó nuôi cho nó ăn cho nó uống khát cho nó uống đói cho nó ăn lạnh thì sưởi ấm bóng điện cho nó và nó cảm ơn thì cảm ơn vị vô cùng cảm ơn gia đình vị vô cùng và coi vị như là một ân nhân coi vị như là vị phật sống ấy. nhưng bỗng một ngày nuôi được vài tháng thì bây giờ các vị mới gọi thợ đến gọi thương lái đến và đem vào bắt túm cổ nó cho vào dọ và gì? khi đó nó mới thì nó mới chợt tỉnh ra là gì à, không phải là gì vị ấy là ân nhân của mình đâu mà vị này chính là gì kẻ thù của mình đấy chính là kẻ thù của mình đấy nó nuôi lớn mình không phải là mục đích gì tốt lành đâu mà nó nuôi lớn mình về mục đích gì làm giàu cho bản thân cho gia đình nhà nó hóa ra là gì từ đó đến giờ là gì? tất cả chúng mình là đều bị gì gia đình nhà nó lừa một cái gì phũ phàng và từ cái chỗ gì từ cái chỗ quay mình là ân nhân cứu mạng thì bây giờ nó lại quay lại gì nó lại quay gì nó oán mình coi mình là kẻ thù và đó chính là gì oan gia cháy chủ mỗi một gì một con gà bị bắt đi là khi đó nó bắt đầu thì khởi tâm coi mình là kiều oán rồi là oan gia trái chủ rồi chính thức khi nó vào lò mổ nó bị giết và nó không chỉ có gì, có căm thù người giết mà nó tiếp tục căm thù thêm ngoài người giết nó người ăn thịt nó chính là người lợi dụng nó nuôi nó để làm giàu cho bản thân vậy ở ngoài đời á những người không học Phật á thì Nhân quả nó đến thì họ phải chịu Những người học Phật chúng ta Chúng ta mà biết được mà còn còn làm Thì cái này thì khó lắm Khó có thể mà thoát được lắm Mà tất nhiên là kể cả người học Phật Với người không học Phật Thì khi mà gây tạo cái nghiệp này Thì không có ai thoát được cả Có cái nó đến sớm hay đến muộn mà thôi Người học Phật chúng ta thì có thể nó đến sớm hơn Vì ngày nào chúng ta cũng phát nguyện mà Cũng hồi hướng mà Thì có thể nó đến sớm hơn còn người ngoài đời có thể đến muộn hơn một chút Cho nên chúng ta các vị cứ nhìn đi Tất cả những người làm nghề sát sinh Và những người làm nghề chăn nuôi trang trại Gia đình giàu có có thể rất nhanh Nhưng mà chỉ một thời gian ngắn thôi Là gia đình lại lụn bại và đi xuống Hoặc là gì Vợ chồng ly tán Hoặc là con cái hư hỏng nghiện ngập Cờ bạc đề đóm rượu chè Trai gái hút sách vân vân hoặc rằng gì có người bệnh tật bao nhiêu tiền của chăn nuôi được bán được bao nhiêu tiền cũng đổ vào gì vào vào các bệnh viện lớn bệnh viện nhỏ thuốc thang để nuôi người bệnh hết chẳng làm được cái gì cả đó đấy là gì gọi là nhân quả rõ ràng oan gia trái chủ nó phá nhất định nó phá nó không để cho yên đấy là gì đấy là khi còn sống mà đã bị cái nhân như vậy tới khi chết đi đó tới đây từ giờ đến tết phật tử này đưa người nhà đến thăm uh, uh, địa ngục ở trong uh, địa ngục ở mô hình địa ngục ở trong chùa khai nguyên nói địa ngục thì không đúng nói là mô hình địa ngục ở trong gì dưới tầng âm của đại tượng uh, a di Đà phật ở chùa khai nguyên sẽ thấy có những vị quỷ được đầu gì đầu thì đầu gà mình thì gì mình quỷ nó cắt cổ gì cắt cổ tội nhân vì sao mà có những con con quỷ là đầu gà vì chính là nó chính là hóa thân của những những con gà mà đời trước mình đã giết nó nuôi nó giết nó vậy bán nó vậy vân vân đó cho nên á ở đây nếu mà Phật tử này thực sự là một người học Phật và hiểu Phật Thì nên sớm hóa giải cái này đi Mình thay đổi bằng cái nghề chăn nuôi trang trại này thì thay đổi vào một cái nghề khác mọi người họ vẫn sống mà rất rất nhiều người họ phật tử họ, họ biết trước đây họ cũng làm nghề chăn nuôi trang trại chăn nuôi cá ao cá làm chương trình vac vườn ao chuồng đó vân vân đó nhưng khi học phật hiểu phật gần gũi các quý thầy rồi họ biết là có tội và họ sợ cho nên họ không làm nữa nhưng mà tất nhiên cũng phải trải qua gì năm hoặc 10 năm gia đình cũng long đong lật đật, thậm chí tu Phật rồi vẫn long đong lật đật. Nhưng mà trải qua cái giai đoạn đó thì họ mới mới được bình an, gia đình mới được bình an. Có khá nhiều gia đình đã từ bỏ từ khi thầy về đây được mấy năm, họ từ bỏ đến nay là trên dưới 10 năm rồi thì bây giờ họ gia đình bắt đầu là yên ổn trở lại và cuộc sống bắt đầu được hạnh phúc, có tiếng cười trong gia đình. Còn trước đây thì làm ra đồng nào á thì gần như là chồng hoặc vợ nướng vào lô đề cờ bạc trai gái rượu chè con cái thì hư hỏng vân vân không chống được nhưng bây giờ thì lại ổn rồi Đó. cho nên trường hợp này thì thầy khuyên đây là thầy khuyên thôi còn làm hay không là tùy theo còn tin hay không là tùy bạn Đó. thầy khuyên là nếu mà đổi được nghề nghiệp đi thì là tốt nhất bằng không thì sau này thì rất khó ai có thể đoán trước được cái gì sẽ xảy ra với gia đình nhà vị được